Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay em sẽ mô phỏng về modem 32 rep đơn. You.
Đây là chương trình điều khiển 32 lép đơn dịch từ dịch sáng dần và tắt dần. Sau đây em sẽ nạp chương trình. Đây là kết quả của chương trình sau khi được nạp vào mạch. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.